Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục chuyến phiêu lưu của Ship Super trong thế giới Mini World. Công việc hôm nay của chúng ta là sửa lại cái khu vườn của Ship các bạn. Các bạn nói là nếu mà trồng cây gần nhau thì nó sẽ không mọc, nên Ship quyết định trồng nó cây xa xa tí các bạn. Ok, quyết định trồng cây xa xa tí cho nó mọc được các bạn. Ok, trồng ở đây đi. Đó. Búp măng thì Ship phải đập bớt kính trên trần nhà để nó mọc cao các bạn. Ship không biết, bây giờ Ship mới biết hàng gì nó không mọc các bạn, nó không chịu mọc. Trồng thêm ở đây các bạn, một cây thêm ở đây thêm một cái nữa đi là được hai cây. Thêm ở đây thêm một cây nữa các bạn, cho nó nhiều cây xanh tươi, nhìn cho xanh tươi. Ok. Ê, công công, ở trong này cái búp măng mày trồng này, công công bu lông. Bây giờ Ship sẽ lấy hạt lúa mạch để cho heo nó ra phân để Ship bón cây các bạn. Chế thêm bánh mì nữa nè, đặt bên đây đi cho tụi nó có đường đi. Đó. Ok, được rồi đó. Rồi bây giờ Ship bỏ bánh mì vô cho tụi nó các bạn. Bỏ vô để con trái na đi phân phát bánh mì cho mấy đứa này. Wow, lại là trồng hoa hướng dương. Ship phải thu hoạch hoa hướng dương các bạn. Cái gì mà trời rầm ghê vậy? Nghe nguy hiểm các bạn, nhưng mà có tụi nó Ship sẽ không sợ, Ship sẽ không cô đơn trong làng của Ship. Các bạn nói là Ship có nhà sao Ship không ở, mà Ship ở trong cái làng hoài. Thì Ship thích ở trong cái làng chung với tụi nó hơn là ở cái nhà Ship các bạn. Cái nhà Ship khá là cô đơn, không có ai hết trơn. Có tụi nó nhảy nhảy cho vui. Hơi bảnh là gì vậy? Hơi bảnh. Các bạn nói là hồ cá của Ship không có tảo nên mấy con cá Ship sẽ không có đồ ăn mà ăn nên nó sẽ chết. Nó sẽ quyết định sẽ trồng cái này thêm các bạn. Ủa phải cái này không ta? Cái này hình như Ship thấy mọc ở ngoài biển nha. Ship đào bớt bớt đá để lắp lại các bạn, lắp cát lại. Được, cái gì vậy? Ôi, đi lên, đi lên. Ủa, đây là cái hầm của Ship hả? Đi lên, tụi mày đi lên đi, đừng có xuống đây. Ủa, Ship đào cái hầm này hồi nào vậy ta? Ship không biết luôn á các bạn. Khó hiểu. Ship đào mà Ship cũng không biết nữa. Bây giờ chúng ta cùng ra chuồng gà tí các bạn. Ship cầm mấy cái hạt lúa mạch mà sao mấy cái con này nó cứ đu theo Ship hoài các bạn. Trời coi nó. Trời quá trời cù luôn các bạn. Ship nuôi nhiều cù quá à. Ship tính cho mấy con heo nó ăn mà sao mấy con cù này nó cứ chạy tới ngoài vậy. Đó, ăn vậy đó. Để Ship có phân bón các bạn. Cái tiếng nó mắc cười quá. Tao cắt lông tụi bay đây. Hãy đứng im cho tao cắt lông này. Nó cũng mọc lông nhanh nhờ. Video trước Ship nói là nó mọc lông lâu, bây giờ nó mọc lông nhanh hơn rồi các bạn. Chúng tôi sinh tồn được 206 ngày nên Ship quyết định làm hai cái bánh kem tặng cho dân làng của Ship các bạn, kỷ niệm 200 ngày sinh tồn. Okay. Có cái cây này các bạn, nhưng mà nó chặt rồi, buồn ghê. Ship phải trồng ở ngoài để nó không phải chặt cái cây của Ship quá các bạn. Ship thử bón vô cái sao nó không lớn nha. Chắc Ship phải đập cái kính ở trên đó nó mới lớn được các bạn. Bây giờ làm bánh kem thì phải có sữa. Sữa thì phải cho bò ăn mía các bạn. Bây giờ Ship sẽ cho gà ăn lúa. Gà ăn lúa cho tụi bay ăn nè. Đó cả. Bây giờ Ship sẽ lấy sữa để làm bánh kem các bạn cho tụi dân này của Ship. Mà chắc nó không ăn đâu. Tụi nó ăn bánh mì gì không à? Không biết ăn sơn hào hải vị gì hết trơn. Đó, bánh kem này các bạn. Bây giờ Ship sẽ đi ngủ cái đã. Đi ngủ cái để sáng tụi nó hất hết thì chúng ta mới cho tụi nó ăn bánh kem này các bạn. Cái đây là cái bánh kem nữa. Có đứa nào hèm bánh kem không? Kỷ niệm 200 ngày sinh tồn trong làng Ship Super. Ship sẽ đặt ở trên cái bàn này các bạn. Ok, hợp lý. Ok, nhưng mà Ship phải làm thêm một cái bàn các bạn để đặt bên kia. Bây giờ chúng ta chế một cái bàn nào. Một cái bàn gỗ ăn quả các bạn. Đặt ở đâu đây? Đặt ở đây đi, đặt ở đây đi các bạn. Đó, để bánh kem lên. Đó, hợp lý. Ăn bánh kem nè. Cái tụi này không biết ăn bánh kem gì hết trơn á. Tối nay ăn bánh mì không ạ? Ăn bánh kem đi. Nhờ các bạn mà Ship mới biết dùng kéo cắt tảo các bạn. Dùng kéo để cắt tảo chứ không phải là đập nó. Cắt nó thì mới lấy được nó các bạn. Hôm bữa Ship đập nó mà đập hoài nó không chịu rớt ra mấy cái này đó. Cỏ thủy sinh hả? Cỏ thủy sinh các bạn. Ship đập là nó mất tiêu luôn.
À, thì ra là phải dùng kéo cắt. Thì ra là vậy. Xếp tưởng cái kéo chỉ để cắt lá cây với lại lông cừu thôi. Ồ, tụi bay có đồ ăn rồi nè. Không sợ chết đói nữa. Ok. Xếp thật là có lợi với những con cá lúc trước này. Tại vì xếp không biết. Bây giờ bắt thêm cá cho nó đông đông. Ok. Bắt thêm cá cho nó đông đông. Cá ngố lam nhạt các bạn. Cá ngố trắng nè, bắt hết. Vô cái hộp của ship. Ok, bây giờ mình cắt thêm một tí đi. Cắt thêm một tí để cho nó nhiều nhiều. Cho nó ăn thoải mái luôn các bạn. Bập bập. Ok. Bập. Bập bập. Ok. Lấy thêm một miếng cát để dạ, đặt vô đây các bạn. Đặt vô đây. Ở đây đá không à. Đặt thêm cát đi. Đó. Đó. Đập bớt cái này đi. Đặt thêm cát vô. Ok. Bây giờ chúng ta trồng nhiều nhiều cỏ thủy sinh các bạn. Tụi bay thích ăn cỏ thủy sinh lắm đúng không? Để ta trồng nhiều nhiều cho. Okay. Ủa sao cái bong bóng nước của ship cái màu xanh lá các bạn? Ê. Ship sợ nó nổ lắm. Nó nổ một cái nè. Cái nhà xấu quắc luôn. Lắp lại mấy cái này. Bữa trước ship chưa lắp các bạn. Ok, được rồi đó. Yep. Chúng ta cùng đi ngủ thôi các bạn. Ship phải ngủ bằng cái giường da báo yêu áo của ship. Chắc phải làm thêm giường quá. Ok. Sáng rồi. Tụi nó làm theo ship nữa các bạn. Có một bạn chỉ ship là nhấn chữ X để tụi nó có thể làm theo ship. Ồ, bây giờ ship mới biết luôn á. Chúng ta... Ủa, trong cái chuồng này có một con cánh cụt mà các bạn. Trong cái chuồng này chỉ có mỗi một con cánh cụt. Ship sẽ trồng cây quanh cái chuồng gia súc của ship. Không biết chừng nào nó mọc. À, ship nhớ rồi. Ship có một con cừu hồng gần nhà ship các bạn. Nên ship sẽ dụ con cừu hồng này về nhà của ship. Về chuồng của ship. À, ship sẽ dụ con cừu hồng này về chuồng của ship các bạn. Nó gần nhà ship luôn á. Ôi, đi theo tao. Trong đây nhiều cừu lắm. Ở đây nhiều cừu lắm. Đi. Trời ơi. Mấy con giả nhân nó dí xíu các bạn. Con cừu chạy chung với mấy con giả nhân luôn. Áo. Tính ra con cừu chạy nhanh hơn mấy con giả nhân các bạn. Ok, chúng ta gần tới nhà rồi. Cứ lên. Qua cái sông này nữa là tới rồi. Ok, vô. Ủa. Kỳ vậy. Đúng kiểu đánh một cái bay màu luôn các bạn. Đánh một phát. Các bạn nói ship chỉnh nước phản chiếu cho nó đẹp. Cái hồ ship nó đẹp rồi nè các bạn. Nước phản chiếu cũng đẹp chứ nhờ. Ok, đóng cửa lại. Ủa nó hết bị bay màu các bạn. Nó đổi. Nó chuyển lại thành màu hồng rồi nè. Kể chúng ta có một con cừu hồng trong chuồng của ship nha. Ghê. Ghê chứ. Mà không biết nó có đẻ ra được cừu con màu hồng không các bạn. Không biết nó có đẻ ra được mấy con cừu màu hồng khác không nữa. Mục đích của ship là về nhân giống nó ra nhiều cừu hồng mấy bạn không biết được không? Cái gì công công? Ngồi kỳ công công. Có ghế không ngồi? Mấy con này ngộ ghê. Ơi, cái tre của ship nó xấu xí quá. Tại vì mấy con làm tiều phu các bạn. Nó cứ chặt hoài à. Thôi, trồng ở ngoài đây đi. Cho tụi bay khỏi chặt. Đó, ta sẽ trồng ngoài đây cho tụi bay khỏi chặt. Ship sẽ trồng xung quanh nhà ship là cây nha các bạn. Để cho nó mát mắt. Cho nó đẹp. Cho nó không khí trong lành. Có nhiều oxy. Đó. Trồng ở đây một cái cây đi. Nó mọc lên chắc là đẹp lắm các bạn. Hợp lý luôn. Ok. Thêm một cái nữa nè. Trồng xung quanh nhà các bạn. Thêm một cái nữa. Đó. Trồng ở trên cái đường. Cái gì? Cái cầu đi qua nhà ship các bạn. Trồng trên cái cầu đi qua nhà ship. Ok. Cái gì? Mày bán cái gì? À có gì đâu. Không có gì hết các bạn. Ok, chúng ta cùng trồng tiếp thôi. Đó, được rồi. Ủa, ship một máu không đồ ăn luôn các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Và nếu các bạn thích những video của ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để giúp kênh ship đạt được 200.000 sub. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Bye bye.